Trích quốc cao có giống gym, bí quyết giúp phái mạnh chinh phục bộ môn này. Nếu bạn đang có ý định tìm kiếm bộ môn thể thao mới, Trích quốc cao sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rõ về bộ môn Trích quốc cao và thường hay nhầm lẫn với việc tập gym. Do đó, video này sẽ giúp bạn phân biệt sự khác biệt giữa hai bộ môn này và chia sẻ từ A tới Z bí quyết để phái mạnh chinh phục bộ môn Trích quốc cao cùng khám phá ngay nhé. Trích quốc cao là gì? Phân biệt gym và Trích quốc cao. Trích quốc cao, một bộ môn thể thao dành cho phái mạnh và sử dụng trọng lượng cơ thể để luyện tập mà không cần sự hỗ trợ từ tạ hay các thiết bị máy móc. Ngoài việc nâng cao sức khỏe, cơ bắp cho phái mạnh thì Trích quốc cao còn được xem là phong cách sống đối với nhiều người tập luyện. Bên cạnh đó, Trích quốc cao và gym là hai bộ môn hoàn toàn khác nhau. Trích quốc cao sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào không gian tập luyện hay dụng cụ tập tạ so với tập gym. Ngoài ra, mỗi bài tập của gym sẽ chú trọng vào từng nhóm cơ nhất định, trong khi đó, Trích quốc cao sẽ tác động đến tất cả các nhóm cơ cùng một lúc. Hơn thế nữa, Trích quốc cao cũng đòi hỏi về kỹ năng cân bằng, sự dẻo dai và nhanh nhẹn hơn so với gym. Bí kíp giúp phái mạnh chinh phục Trích quốc cao. Đầu tiên, xây dựng kế hoạch tập luyện. Thiết kế một chương trình tập luyện phù hợp sẽ giúp phái mạnh chinh phục Trích quốc cao một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bởi lẽ, điều này sẽ giúp bạn có động lực hơn khi thấy được sự tiến bộ của bản thân theo từng ngày và từ đó hạn chế được tình trạng bỏ cuộc giữa chừng. Nâng cao sức bền đối với các bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu. Đối với những newbie, tuyệt đối không được thử những động tác khó và chuyên nghiệp của Trích quốc cao để tránh cơ thể rơi vào tình trạng quá sức và rất dễ gặp chấn thương. Thay vào đó, phái mạnh nên làm theo với những bài tập cơ bản như hít đất, kéo xà trước trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này, các nhóm cơ dần sẽ trở nên mạnh hơn và có thể chinh phục được những cột mốc khác ở giai đoạn kế tiếp. Chú ý hơi thở. Việc điều chỉnh hơi thở khi tập luyện giúp bạn có được nhiều oxy vào phổi và các tế bào trong cơ thể. Từ đó, nguồn năng lượng được tái tạo nhanh chóng và gia tăng sức bền cho phái mạnh hơn khi giữ thăng bằng và chuyển động cơ thể. Thế nên, kỹ năng luyện tập hơi thở đúng cách là một điều quan trọng để chinh phục Trích quốc cao mà bạn không nên bỏ qua. Không bỏ qua chế độ dinh dưỡng. Đối với những bài tập Trích quốc cao, chế độ dinh dưỡng mỗi ngày cũng là điều phái mạnh nên lưu ý. Bổ sung cơ thể đầy đủ dinh dưỡng như protein, chất béo, tinh bột lành mạnh có thể giúp các cơ bắp được phục hồi và phát triển sau mỗi buổi tập. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thực phẩm bổ sung để nhanh chóng tái tạo năng lượng nhé. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện Trích quốc cao các bạn có thể tham khảo cũng như lấy làm động lực nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.